Bắt đầu. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay kênh nhà bé Ngọc Anh sẽ tiến hành đập heo để mà chuẩn bị Tết nhất. Rồi mình đi mua, tính mua gì quên à, mua tủ lạnh với lại cái lò kéo. Chút đi lát trời mát đi điểm máy xanh mua. Em của mình sẽ tiến hành đập heo nha các bạn. Đó, hồi hộp quá. Một. Ê coi chừng em bé thức. Mảnh lên, mảnh lên. Bé đang ngủ. Bé Ngọc Anh đang ngủ rồi. Đang ngủ các bạn ơi. Wow. Ủa sao ít vậy? Đủ tiền mua không? Cái này con heo của ba mẹ để dành cũng lâu lắm rồi. Coi đây. Có tấm giấy gì nữa kìa. Hình như là coi coi. Wow. Chắc cũng vừa đủ tiền mua cái tủ lạnh nè. Còn có lo chắc phải đắp tiền riêng á. Có đếm thử chưa? Coi coi còn sót cái nào không? Đâu coi không có còn nữa không? Chị bé tới. Trời ơi tội nghiệp em heo quá. Tội nghiệp quá. Hy vọng là đủ tiền mua được cái tủ lạnh. Đang nếm cho kìa. Nếm chưa? Được bao nhiêu ạ? Để một lát mình đi điện máy xanh thì mình quay tiếp để coi đủ cái gì mua tủ lạnh không nha. Với cái lo, chủ yếu là cái lo để hát Tết. Rồi bye 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 bye. Mùa xuân đến. Được nhiêu ạ? 7.8 triệu à? 7.8 triệu vậy là đủ, vừa đủ cái lo đắp giúp 200, cái lo 8 triệu. Rồi. Rồi một lát mình sẽ qua. Lát mình sẽ quay tiếp mua cái tủ lạnh với cái lo cho các bạn xem nha. Rồi bye bye các bạn.